Sáng ngày 29 tháng 3, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và Ban chỉ đạo chính quyền thân thiện thành phố đã tổ chức hội nghị kiểm điểm kết quả thực hiện quy chế dân chủ năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, sở kết một năm chỉ đạo xây dựng chính quyền thân thiện trên địa bàn thành phố Bắc Giang. Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, Trưởng ban chỉ đạo chính quyền thân thiện thành phố chủ trì hội nghị cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, đồng chí Nguyễn Hữu Đính. Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận nội dung báo cáo tóm tắt một số kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022, nhiệm vụ giải pháp năm 2023. Cũng tại hội nghị đã thông qua tóm tắt dự thảo kế hoạch triển khai xây dựng chính quyền thân thiện phường xã trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023-2025, thông qua một số văn bản quyết định về việc kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố, trên cơ sở hợp nhất ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố và ban chỉ đạo xây dựng mô hình chính quyền thân thiện thành phố. Dự thảo thông báo phân công nhiệm vụ thành viên ban chỉ đạo, tổ giúp việc ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ, quy chế làm việc, dự thảo chương trình công tác, kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2023. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thanh Hải đã ghi nhận những kết quả nổi bật đạt được trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở sau một năm xây dựng chính quyền thân thiện trên địa bàn, thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế. Năm 2023, đồng chí đề nghị các phòng ngành đơn vị phường xã tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng chính quyền thân thiện, tổ dân vận cộng đồng, việc thực hiện công khai dân chủ, cùng với đó tập trung cao cho công tác cải cách thủ tục hành chính, nhân rộng cách làm hay, các địa phương có dự án bồi thường giải phóng mặt bằng, tập trung thực hiện hiệu quả dứt điểm các phường xã sau hội nghị thực hiện việc hợp nhất ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ và ban chỉ đạo xây dựng chính quyền thân thiện tiếp tục ra soát cơ sở hạ tầng ở bộ phận một cửa đề xuất bổ sung kịp thời phòng ngành liên quan tăng cường kiểm tra hướng dẫn cán bộ bộ phận một cửa phường xã giao ban dân vận thành ủy phối hợp có lộ trình hướng dẫn việc thực hiện hiệu quả kế hoạch triển khai xây dựng chính quyền thân thiện phường xã trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023-2025.